chuyện là thế này, cậu ấy lở tôi đi suốt cả ngày, trừ khi muốn gì đó. Đến tối, Felix mới muốn ôm ấp và trở thành người bạn dễ thương nhất trên giường. Mèo, 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 đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao mèo lại thích ngủ trên giường đến vậy chưa? Và điều đó có an toàn cho bạn không? Trước tiên, tại sao? Số 1, chúng chỉ sử dụng bạn như một chiếc máy sửa miễn phí mà thôi. Mèo luôn tìm kiếm những điểm ấm nhất trong nhà để chơi. Đó có thể là lò sưởi, vị trí giữa những chiếc gối ôm trên sofa hoặc những nơi có nắng chiếu vào. Khi trời tối và mặt trời lặn mất, mèo thích ở gần hoặc thậm chí ở trên người bạn. Chú mèo của bạn có thích nằm trên đầu bạn không? Chà, vì đó là nơi tỏa ra nhiều nhiệt nhất mà. Số 2, chúng thấy an toàn. Mèo năng động nhất vào lúc hoàng hôn và bình minh, và buổi tối, chúng lại không thấy an toàn lắm. Cũng giống như con người, mèo thấy an toàn hơn khi ở cạnh người chúng yêu thương. Đó là lý do vì sao mèo con không bao giờ rời mẹ trong tuần đầu tiên sau khi được sinh ra. Lớn dần, mèo sẽ tìm cảm giác an toàn ấy ở người chủ thân yêu và bắt đầu từ từ hạnh phúc. Số 3, đánh dấu lãnh thổ. Chủ của những chú mèo biết rõ cảm giác này, như thể bạn là con sen con ở của chúng vậy. Và đó đúng là cách bọn mèo nghĩ đấy. Bạn là của chúng, cùng cả những thứ trong nhà, bao gồm chiếc giường kia nữa. Chúng có thể sẽ nhân từ một chút để chia sẻ đồ với bạn, nhưng chúng vẫn muốn bạn biết rằng ai mới là boss. Vì vậy, chúng để lại mùi trên ga giường, cao thành giường hay đánh dấu mọi nơi. Số 4, giường rất thoải mái. Không có gì ngạc nhiên nhỉ, chúng chợp mắt đến 15 tiếng một ngày đấy. Mèo con và mèo già cần ngủ nhiều hơn thế nữa. Cũng như mấy chú mèo trong những ngày trời mưa hoặc thời tiết xấu. Vậy, nếu bạn cũng ngủ nhiều như thế, bạn sẽ chọn gì? Sàn nhà, một chiếc giường cho mèo bé xíu hay chiếc đệm siêu to với hơi ấm của con người? Rõ ràng quá rồi, lũ mèo cũng thế đấy. Số 5, đó là một cách thể hiện tôi yêu bạn. Mèo không nói được tiếng người nên chúng sẽ nằm lên đùi, tặng quà, phơi bụng và ngủ cạnh bạn để thể hiện tình yêu. Mèo độc lập và xa lánh mọi người, chứ không quấn quýt như chó. Nhưng khi bạn đi đâu đó, chúng sẽ nhớ lắm đấy. Và chỉ thân thiện như thế khi ở gần người mà chúng tin tưởng thôi. Ồ, ngoan quá. Nhưng có an toàn không? Điều đó tùy thuộc vào người mà bạn hỏi. Chúng ta sẽ có một vài cuộc tranh cãi ở đây. Vì thế, tôi để bạn tự quyết định ở phần bình luận bên dưới nhé. Những người không tán thành lập luận rằng lũ mèo nằm trên giường sẽ quấy rầy giấc ngủ lành mạnh. Một số con mèo ngủ cả đêm, một số di chuyển xung quanh để tìm kiếm vị trí thoải mái. Nhưng tất cả đều thức dậy từ lúc bình minh và cuộc vui bắt đầu. Thêm vào đó, đừng quên rằng mèo thường loanh quanh trong cái khay cát đầy vi trùng của chúng. Nếu Felix tình cờ đặt bàn chân nhỏ bé đầy quý giá và bẩn thỉu lên mặt bạn, thì có thể bạn sẽ bị nhiễm trùng mắt. Và ngay cả khi bạn không dị ứng lông mèo, cũng sẽ không tốt chút nào khi có lông ở sát mũi hay trên ga giường. Dù vậy, người yêu mèo vẫn nhiệt tình giải thích rằng những cục bông này giúp họ giải tỏa căng thẳng. Chúng nằm trên những chỗ đau nhức của chủ. Một nghiên cứu chỉ ra rằng mèo cũng giúp bạn được thư giãn, dễ ngủ và ngủ ngon hơn. Ngoài ra, ngủ cùng nhau cũng là cách gắn kết bạn với thú cưng. Và để khép lại cuộc tranh cãi này, nguồn nhiệt không chỉ đến từ một phía, cục cưng của tôi cũng sưởi ấm cho tôi mà. Nếu để mèo ngủ cùng nhưng bạn lại không ngủ đủ vì bé Whisky cứ làm bạn thức giấc liên tục, thì đừng bỏ qua vấn đề này nhé. Hãy cho chú ta thấy bạn không chấp nhận điều này. Bạn có thể đưa mèo ta ra khỏi giường hoặc chỉ vào chiếc giường mèo ở góc đối diện. Và nếu chú mèo đánh thức bạn quá sớm, thì đừng bao giờ thưởng cho hành vi xấu này bằng các món quà vặt hay chơi đùa với chúng. Bạn có thể nghĩ, mình muốn như thế nhưng mèo không chịu ngủ cùng. Có cách để dụ chúng đấy. Hãy tạo thói quen chơi với chúng mỗi ngày, đặc biệt là buổi tối. Thậm chí, chỉ cần 10 phút vui chơi tràn đầy năng lượng là được rồi. Chú ta sẽ mệt và ngủ thật ngoan vào ban đêm. Hãy thử các đồ chơi kích thích não bộ và vận động. Bạn có thể dắt mèo đi dạo trước khi ngủ, điều này sẽ tiêu tốn một phần năng lượng của chúng đấy. Đặt nhà cây cho mèo cạnh giường, chúng sẽ nhảy từ đó xuống giường bạn, đơn giản vì tò mò thôi. Cho mèo ăn trước khi đi ngủ là điều hoàn toàn tự nhiên, chúng có thể sẽ quen và thích lên giường ngủ với bạn đó. Để mèo tự quyết định, bạn có thể dụ mèo bằng bánh và cho nó lên giường nằm nghỉ. Nếu vừa được ăn ngon vừa thoải mái trên giường, thì sao lại không nghỉ? Vài chú mèo thích những tấm ga giường sạch sẽ nên hãy thay ga thường xuyên nhé. Một vài con khác thích mùi của chủ, vì vậy bạn có thể để áo phông hoặc mấy món đồ mình đã mặc lên giường. Và nếu chú mèo vẫn không chịu ngủ cùng thì có thể bạn đang ngáy quá to đấy. Và chúng ta cần một video khác để nói về chuyện này đấy.
Này, nếu bạn học được điều gì mới hôm nay, đừng quên nhấn like và chia sẻ đấy. Tiếp theo là một vài video thú vị khác có thể bạn sẽ thích. Chỉ cần nhấn vào bên phải hoặc bên trái và luôn đồng hành với Soi Sáng nhé.